bắt được luôn rồi, bắt được luôn rồi, đây bắt được luôn rồi nè. Đây nè em cá bóng, một em cá bóng nè. Không biết có vô không nữa. Thấy nữa hả? Rồi. Ê, vô. Nè. Bắt đi. Vô rồi. Nghe nhảy chạch chạch đây à. Vô. Con tép này nghe không? Thấy quá. Đâu? Đây. Đâu nữa nè. Cái này mối bụng là chiên chiên ngập dầu là ngon lắm. Cá bóng. Bóng này bóng gì? Cá. Đây nè, nó núp đây nè. Nó núp đây nè. Còn cá bóng, còn cá bóng. Thấy cá bóng rồi. Dạ. Thấy cá bóng rồi. Đi rồi, đâu rồi? À còn đây nè. Còn đây nè.
cá mà đâu có chạy được chứ anh. Câu cát đừng khỏi vô. Dạ đây em nữa, làm em là nhồi. Đây một em tôm nữa nè, một em tôm nữa nè. Cái nào ăn sâu. Ô, em này bó chạy, em này bó chạy. Vô. Vô. À. Rồi. Ờ, nhảy nhảy nhảy. Nhảy này. Đẹp ta, sao kỳ vậy chú? Dính lộn ngược ra ngoài chú. Đây, 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 lên đây nè, thấy không đó, con cát bự à. Từ từ đi, bắt từ từ ra. Từ ra đi. Tép rồi, viên chưa rồi. Viên tép hết rồi. Vô được con cắn nó nguyên hả. Vô đá luôn. Đây rồi. Ngon lắm mình ơi. Đây là cuối cùng. Có trứng rồi. Hả? Đang mẻ luôn. Không phải. Cái ruột nó. Nó còn bự nữa. Đây là hai ba em luôn. Em này em bay. Em bay. Vô, ngã chặt chặt là vô.
chặt lại vô. Vô luôn rồi. Em nó này, này nè. Nè. Em tính đường em nhảy. Bắt được luôn rồi. Bắt được luôn rồi. Bắt luôn rồi. Nè. Bắt bay luôn. Vô chết rồi, không lẽ không vô, ba bốn con phải vô chứ, không không vô. Ừ. Còn nữa trong kính. Hay vậy ta. À. Đây, vô rồi. Wow, con tôm bự lắm, con tôm bự lắm. Cá đói, bắt cá đói trước đi. Đó, cá đói này chiên thì ăn hết sảy. Chài này khá hơn chài nữa. Chài cặp mé thôi, mà. Không có ra ngoài ngoài gốc không, chài không được. Cá đói nữa nè. Tươi rối luôn, tươi rối luôn. Con tôm thẻ nghe nó bút cá chạch bự lắm. Tôm thẻ là tôm sú gì á, nó bút chưa thấy mặt nó. Thấy chưa con này cái này nha. Ừ, tôm này là nó lẩu ăn thì thôi rồi ha, lẩu thái ha. Tôm này mắc lắm. Ừ, mắc phê. Bạn ơi bạn nhảy dưới à bạn. Bạn ơi, bắn mạnh như à. Ơi, ra. Đâm luôn á. Bẻ lá cây bỏ vô. Em bẻ lá cây bỏ vô. Thôi nằm im nó đi. Cái tay nha. Tiếp tục. Thôi mình đứng đây mình quăng dài dài mình khỏi đi. Nghe nó búng cái chặt gõ gàng. Đây còn cái đó nữa nè.
đó. Loại này thì ăn ngon. Hết rồi. Đây là cả nhà coi lại he chài à. Được cái tôm đó à, ấm bụng rồi. Đây nè cả nhà, sau 15 phút đi dạo bắt với quăng hai qua cái chài thì được bao nhiêu đây, đủ bữa cơm đầm ấm rồi. Lấy ra đi, lấy gác ra. Ủa cơm đầm ấm.